Chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin của công ty hóa chất Mega Việt Nam. Các bạn thân mến, trong video trước đây chúng ta đã cùng tìm hiểu về sơn gỗ BU2K trong nhà và chúng tôi cũng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ quý vị khán giả. Trong đó có một số câu hỏi được đặt ra cho sản phẩm video tiếp theo, đó là hãy làm về chủ đề sơn mạ kẽm, đặc biệt là sơn nhũ trên thép mạ kẽm, hoặc là mình đang cần nhựa cho sơn mạ kẽm 1K loại sơn nhũ. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề về sơn nhũ 1K acrylic trên bề mặt thép mạ kẽm. Đầu tiên, hãy cùng mình tìm hiểu về khái niệm thép mạ kẽm và sơn trên thép mạ kẽm. Thép mạ kẽm là vật liệu thép được phủ trên mình một lớp kẽm mạ bằng quá trình nhúng nóng hoặc điện phân với độ dày phù hợp nhằm tạo cho sản phẩm có tuổi thọ cao và độ bền đẹp. Đây là một phương thức bảo vệ các sản phẩm sắt thép để chúng có thể tránh khỏi những tác động của môi trường xung quanh, chống rỉ sét, đảm bảo độ bền cho lớp thép bên trong. Sơn trên thép mạ kẽm. Trong các công trình xây dựng ngày nay, việc ứng dụng ống thép và hộp thép mạ kẽm trong đời sống là rất phổ biến. Tuy nhiên, đối với những loại hợp chất này, sau thời gian sử dụng thường xảy ra tình trạng oxy hóa, khiến cho công trình sắt mạ kẽm nhanh chóng xuống cấp, làm giảm tuổi thọ nhanh chóng. Trước những thách thức như vậy, sau công đoạn hàn, người tiêu dùng mong muốn phủ lên trên bề mặt vật dụng bằng sắt mạ kẽm một lớp sơn màu theo ý thích. Lớp sơn này có tác dụng bảo vệ sắt thép không bị rỉ sét tại các mối hàn, đồng thời ngăn chặn lớp kẽm không bị oxy hóa theo thời gian. Trên thị trường hiện nay có hai loại sơn sắt mạ kẽm, chính là sơn sắt mạ kẽm một thành phần, thường là sơn acrylic 1K, sơn sắt mạ kẽm hai thành phần, thường là sơn BU. Để tìm hiểu rõ hơn về sơn mạ kẽm, chúng ta sẽ đến thăm trung tâm nghiên cứu phát triển Megrab để cùng tìm hiểu chi tiết hơn về sơn nhũ 1K trên bề mặt mạ kẽm. Chào Nhất Anh, bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân cũng như là công việc bạn đang thực hiện tại trung tâm nghiên cứu Megrab được không? Xin chào, mình là Nhất Anh, mình là nhân viên nghiên cứu tại trung tâm Megrab. Hiện tại mình đang phụ trách các cái dòng sản phẩm về sơn trên mạ kẽm 1K, 2K và các cái sản phẩm liên quan đến chống cháy. Như được biết là chủ đề hôm nay là về sơn nhũ trên mạ kẽm 1K acrylic. Mình rất vui khi được chia sẻ với các bạn về cái dòng sản phẩm mình đang nghiên cứu tại trung tâm Megrab. Bạn có thể giới thiệu với quý khán giả một chút sơ qua về cái dòng sơn trên thép mạ kẽm được không? Về sơn trên mạ kẽm thì đầu tiên là về sơn, nó phải đạt được các cái yêu cầu của một cái sơn thành phẩm, như là về cái ngoại quan là phải có là cái màu sắc cũng như độ phủ tốt, về các cái tính chất cơ lý, khả năng chịu thời tiết nói chung, và đối với là sơn trên mạ kẽm thì phải đáp ứng được cái độ bám tốt là nói riêng. Hiện tại là chúng tôi là đang phát triển các cái dòng sơn trên mạ kẽm, bao gồm các cái hệ là 1K acrylic và 2K PU. Như đã trao đổi với Nhật Anh ấy, thì hôm nay chúng mình đến đây để mà tìm hiểu kỹ hơn về dòng sơn nhũ mạ kẽm 1K acrylic. Thì bạn có thể chia sẻ cho mình một vài thông tin, đấy là sự khác nhau giữa sơn màu và sơn nhũ là như thế nào không? Sự khác nhau chủ yếu giữa sơn nhũ và sơn màu đó là sơn màu thì sử dụng các cái bột màu hữu cơ hay là vô cơ. Các cái bột màu này tạo cái màu sắc xanh đỏ tím vàng. Đối với sơn nhũ thì sử dụng các cái bột nhũ hay là các cái bột hiệu ứng kim loại như là nhũ bạc, nhũ đồng, nhũ nhôm để tạo các cái hiệu ứng kim loại, tạo các cái hiệu ứng màu sắc phản xạ hay là kiểu ngoại quan lấp lánh. Bên cạnh các yếu tố về mặt nguyên vật liệu thì chúng ta cần lưu ý gì trong quá trình thi công và sản xuất thì bạn Nhất Anh có thể chia sẻ với mọi người cùng biết được không? Trong quá trình sản xuất ấy, thì điều lưu ý đó là về loại nhựa. Thứ nhất, nhựa là phải có tính axit thấp. Nếu mà nhựa có tính axit cao thì sẽ làm thay đổi cái màu sắc của sơn nhũ trong quá trình lưu kho. Thứ hai đó là về cái cách phân tán nhũ. Thứ ba đó là về cái loại nhũ sử dụng. Nhũ ấy thì gồm có là nhũ chìm và nhũ nổi. Thì tùy vào cái hiệu ứng hay là cái hiệu ứng màu sắc hay là cái chức năng để mà lựa chọn chủng loại cũng như là kích thước nhũ. Đối với trong thi công thì sơn nhũ là phải được pha rất là loãng dung môi để mà phun cho các hạt nhũ nó sắp xếp đều cho được cái màu sắc sáng và cái bề mặt bằng phẳng. Ngoài ra là nên sử dụng các cái phụ gia định hướng, các cái dung môi phân cực để cho các cái hạt nhũ nó sắp xếp đều và đẹp hơn. Còn về đánh giá mẫu sơn thành phẩm thì hiện tại Megrab đang thực hiện đánh giá dựa trên các tiêu chí và dựa trên tiêu chuẩn nào nhỉ?
Như mình đã đề cập ở trên thì đối với sơn nhũ hay là bất kỳ cái sơn màu nào thì đều phải đạt những cái yêu cầu về một cái sơn thành phẩm, bao gồm độ cứng phải đạt điểm B hoặc là HB. Độ nhất 20 đến 30 giây đối với BZ4 và tương đương với là 57 đến 64 KU. Về ngoại quang thì ngoại quang đó là phải màu sắc là phải sáng, lấp lánh và bề mặt bằng phẳng. Về độ uống là phải đạt được là 1 mm. Ngoài những cái tiêu chuẩn chung này thì đối với một cái sơn mạ kẽm á, đó là phải bám được trên cái bề mặt mạ kẽm, kháng UV tốt. Xin cảm ơn Nhân Anh với những chia sẻ vô cùng hữu ích về sơn nhũ 1K acrylic. Và mình cũng muốn có một câu hỏi cuối cùng về sơn trên kẽm, đó là bên cạnh các dự án về sơn 1K và sơn 2K đã thành công tại Megagap thì các bạn có đang định hướng vào phát triển gì về những cái sản phẩm sơn tiếp theo của mình không? Có, hiện tại chúng tôi là đang và tiếp tục nghiên cứu cái độ bền theo thời gian của sơn 1K và 2K. Ngoài ra chúng tôi là vẫn đang tìm kiếm những loại nhựa phù hợp và có giá thành cạnh tranh để tiếp tục đưa ra những cái tư vấn giải pháp có giá trị cho khách hàng. Nên đây là những chia sẻ của công ty hóa chất Mega Việt Nam về nguyên vật liệu sản xuất cho sản phẩm sơn nhũ 1K acrylic cho thép mạ kẽm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.